Dạ vâng, mến chào anh chị em. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng review cho nhà mình hai mẫu Toyota Innova đời 2018. Một cái là màu bạc, một cái là màu trắng và có một chiếc màu đồng ánh kim. Em Trường chưa quay, ngày mai em sẽ quay cho cả nhà. Có đủ màu luôn, trắng, bạc, đồng ánh kim. Mở lên, mở lên. Mà anh mở sẵn rồi, bật lên thôi. Đấy, màu đồng ánh kim nha, có đủ màu luôn, trắng, bạc, đồng ánh kim. Thì đồng giá với nhau thôi cả nhà ơi. Đấy, em Trường xin đi vào chi tiết mẫu này Innova 2018 nha. Một chủ mua mới từ đâu. Đấy, chị em đi phần máy trước luôn nha cả nhà coi nè. Đấy, ốc cabo đồ là đẹp nha. Ốc cabo đồ là chưa mở luôn. Đấy, keo sùng chảy là miếng bạc. Đó, cả nhà coi đẹp chưa. Đấy, ốc đình bon đồ nghiêm. Đó, đấy, khung chéo xương dằn rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy, cả nhà coi nè, ốc ác của nó còn nguyên hết. Đấy, 2018 nha. Đó, máy móc nè, cả nhà coi đẹp lắm. Ốc vàng cò rồi lại chưa ra luôn. Đó, ốc vàng cò chưa ra. Nói chung là bên em Tường bao chết test toàn quốc luôn. Quý khách hàng có thể đưa thầy thợ anh em tới xem, hoặc là dẫn người quen, hoặc là thích thì ra hãng tiết thoải mái nha. Và điều đặc biệt bên em Trường đang có chính sách hỗ trợ quý khách hàng vay. Quý khách hàng chỉ còn trả chậm trong vòng 5 năm. Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị cho em tầm này thì chuẩn bị cho em tầm 200 đến 250 là nhận xe về chạy Tết luôn cả nhà. Đấy, mình trả trong vòng 5 năm thì lãi suất giảm dần theo từng tháng thôi. Đấy, nó cho đơn giản lắm cả nhà. Đấy, đấy, đường gân, đường guốc đồ còn đẹp lắm. Xe không lỗi mà, nó không có xe lỗi nè. Đấy, bên em Trường nó không có những con xe đâm về tai nạn ngập nước nha. Bao chết tới toàn quốc, có thể tích thợ, tích tất bất kỳ gara hoặc là tích hãng gì đó. Đấy, thích ở đâu thích ở đó nha. Đấy, bao cả nhà mình luôn. Innova, đấy, phần mới 2018. Có đủ các màu cho bà con lựa chọn luôn. Đấy, rất là nhiều. Xe đẹp tuyệt vời. Mỗi em có một cái vẻ đẹp khác nhau. Đấy, đinh bon của nó còn nguyên hết cả nhà. Đấy, đinh bon của nó nè. Đinh bon nè, đấy, ốc tán nè, không tháo nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Nội thất của nó màu nâu kem, ở trong còn gỡ nỉ nè. Đấy, cả nhà thích cái mẫu nào thì alo trực tiếp cho em. Trần nỉ nè, bay vàng lạnh nhìn theo xe. Đó, nội thất thì miễn bàn, lớp len dày cui. Cả nhà coi nè, ốc cua lớp của nó nè. Ngày nào bên em Trường cũng về sản phẩm mới, xe mới nha cả nhà. Cả nhà coi nội thất của nó đẹp chưa? Đấy, lốt chân lốt bọng luôn nè, rất đẹp luôn. Đấy, trần BD, trần nỉ nha. Đấy, xe rất đẹp. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi vào 8 lít cho 100 cây số thôi. Quý khách hàng đang cần Innova đời cao 16, 17, 18, 19 form mới thì cứ alo cho em. Đấy, cả nhà coi đẹp chưa, gai văng như thế này cơ mà. Xe bán bao chích hãng thì cần gì để mà nói nhiêu cả nhà. 2018 nè. Bát bản là xe rất đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, thật sự là con xe rất đẹp theo logo Innova. Bộ ghế mới, đấy, vô lăng củ số như thế này mà không mua thì mua xe nào nữa cả nhà. Đấy, không mua xe này thì mua xe nào. Xe quá đẹp luôn. Đó, thấy chưa, cả nhà nhìn nè. Đấy, kem hành trình nè. Xe tuyệt vời nha cả nhà. Xe tuyệt vời luôn. Đấy, thân tay thân chân nồ, xe đẹp lắm. 2018 phần mới mà. Xe nói chung là nhìn một cái là yêu luôn. Gầm bể nó là miễn bàn. Đây, gầm bể của nó đây. Thấy chưa, xe như thế này mà cả nhà còn chê cái gì nữa. Bô bẩn sáng bưng, đấy, ốc 7 màu 2018 nha. Em Trường quay cận cảnh cho khách hàng ở xe có thể xem và mua được xe nè. Đấy, đây, kế bên là mẫu 2018 màu trắng nè. Đấy, xe rất đẹp luôn đó nha. 2018 màu trắng nè. Đấy, thích màu nào cũng có, bạc cũng có, trắng cũng có, đồng anh kim cũng có. Đấy, bên em Trường đủ các loại sản phẩm từ đời thấp đến đời cao nha. Đấy, quý khách hàng thích mẫu nào thì em Trường sẽ để cho nhà mình cái mẫu đó. Đinh bon rồi nè. Đấy, đinh bon đẹp tuyệt vời, màu nào cũng có cái vẻ đẹp của màu đó nha cả nhà. Chiếc này thì nó ăn chơi hơn, trần bọc da, bê dần lại nhìn theo xe, ghế thì màu nâu kem. Đấy, có lốt chống trầy cốp nè. Đấy, đầy đủ hết. Đấy, xe đẹp tuyệt đối luôn. Nói chung là em Trường thấy đẹp đó cả nha. Đấy, gầm bệ của nó nè. Gầm bệ 7 màu. Đấy, chiếc nào cũng đẹp. Đấy, bên em Trường dùng một số điện thoại duy nhất thôi, 0972147247. Và đặc biệt bên em Trường có hoa hồng cho bà con giới thiệu từ 3 đến 5 triệu đồng. Đấy, đi giới thiệu người đến mua xe trực tiếp tại cửa hàng.
nha cả nhà. Đấy. Xe được dán full film cách nhiệt rồi nha. Đấy, mở cửa ra cho bà con coi nè. Xe đời nổ startup đồ đầy đủ hết luôn. Đấy. Đây. Cái này cùng em nè. Đấy, những cái bực dẫm nè, lót inox nè. Thấy chưa? Đẹp hết. Đấy, ghế da theo logo Innova. Đó, cân bằng điện tử rồi tiết kiệm nhiên liệu, tăng tốc, củ số, màn hình Winke, cam hành trình, đấy mọi thứ the startup luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, cả nhà thích mẫu nào thì cứ alo cho bên em. Tôi sở hữu ngay mẫu xe đó nha. Đấy, chất lượng cao. Đấy, gai vân tắp bi nè. Đó, đẹp chưa? Keo sùng chỉ nè, miễn bạc. Quá đẹp luôn. Đấy, lớp lan gì. Đăng kiểm thì tới tháng 4 2024. Đấy. Xì nhan nói chung là bên em là lựa những con xe gọi là chất lượng cao đấy về phục vụ cho quý bà con và quý anh chị. Quý anh chị đang quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo cho em. Đấy, xe full đồ chơi, bi gầm nè, đấy đèn rồi nè. Mỗi ngày em Trường sẽ lên nhiều clip xe giá mới đời cao cho quý bà con mình lựa chọn. Màu đồng anh kim có 2-3 ngày nữa em có mùa 18 nè, 19 nè. Đấy, xe nói chung là bao la bát ngát luôn. Giá thì cực kỳ êm. Mẫu 2018 này thì bên em Trường đang chào bán cho nhà mình với cái giá cực kỳ êm, chỉ có là 480 triệu. Đấy, có xem xe là có bớt có thương lượng cho cả nhà mình nha. Đấy, xem xe là có bớt có thương lượng cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Đấy, tất cả xe bên em cứ đến xem. Đấy, quý khách hàng thiện chí mua, bên em Trường thiện chí bán là sẽ có một cái giá tốt cho cả đôi bên. Đấy, chứ không phải là bên em cứ giá đó là giá đề xuất thôi. Đấy, quý khách hàng quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại là 0972147247. Mua bán trao đổi cái dòng ô tô đã quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy, rất mong là được đón tiếp quý bà con, quý anh chị đến cửa hàng của em xem xe. Rồi nhận bên em nhận trao đổi luôn nha. Đấy, nhận trao đổi hỗ trợ góp ngân hàng cho quý bà con luôn. Đấy, liên kết với ngân hàng rồi nha bà con nha.